Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi chương trình đọc hôm nay của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Thanh Nhiệt Dr. Thanh. Chương trình hôm nay ngày 2 tháng 9 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đèo Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng thông thoáng trong dịp lễ 2 tháng 9. Dòng chảy 10 năm thi hành hiến pháp 2013 đặt lợi ích dân tộc trên hết vì nhân dân phụng sự. Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Thương, Nguyễn Trần Hạo Nam, con ruột của Tuấn, Nguyễn Hoàng Đạt, Nguyễn Hoàng Phúc, Lê Minh Đô cùng ngụ phường 7, quận 8 để điều tra về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm, gây rối trật tự công cộng và cưỡng đoạt tài sản. Tuấn là người cầm đầu băng nhóm này, người này điều hành nhóm đàn em chuyên cưỡng đoạt tài sản người dân buôn bán hàng rong bên ngoài khu vực chợ Bình Điền với sự hỗ trợ đắc lực của con trai và Thương. Kiểm tra hành chính quán cà phê của Tuấn, công an thành phố đã phát hiện 7 cá thể động vật rừng, kết quả giám định là động vật rừng quý hiếm thuộc dạng một động vật nguy cấp quý hiếm. Theo điều tra, Tuấn là người có mối quan hệ họ hàng với nhóm Châu Phát Ti, Châu Phát Tuấn, Châu Phát Hùng và là cháu ruột của Châu Phát Lai Em. Theo ghi nhận của phóng viên PLO, dịp nghỉ lễ 2 tháng 9, lượng du khách lưu thông về hướng thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng qua đèo Bảo Lộc đông nhưng không xảy ra ùn tắc. Theo trạm Cảnh sát Giao thông Madagui, Phòng Cảnh sát Giao thông Lâm Đồng, mặc dù lượng phương tiện về hướng thành phố Đà Lạt trên quốc lộ 20 có tăng nhưng di chuyển trật tự thông thoáng. Đơn vị phụ trách đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đèo Bảo Lộc cũng cho biết, bắt đầu từ 10 giờ sáng ngày 1 tháng 9, tất cả các xe tải trên 20 tấn bị cấm lưu thông lên đèo từ hướng huyện Đa Huai lên thành phố Bảo Lộc. Ở thành phố Đà Lạt, các tuyến đường chính tại thành phố Đà Lạt như Mimosa, Trần Quốc Toản, Trần Hưng Đạo, Trần Phú thông thoáng, lượng phương tiện tham gia giao thông chỉ tăng nhẹ so với ngày thường, di chuyển thuận lợi. Theo thống kê của ngành du lịch địa phương, các khách sạn, nhà nghỉ tại địa bàn thành phố Đà Lạt được đặt trước trong dịp lễ này ước đạt khoảng 50-55%, phòng còn trống khá nhiều và giá phòng không tăng. Các phương tiện từ Hà Nội về hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An trên cao tốc Bắc Nam chính thức được đưa vào vận hành kể từ ngày 1 tháng 9, rút ngắn khoảng cách từ Hà Nội và các tỉnh miền Trung. Như vậy, tuyến cao tốc chạy xuyên suốt từ Pháp Vân Hà Nội đến Nghệ An với tổng chiều dài 251 km cơ bản hoàn thành, rút ngắn thời gian chạy xe giữa hai tỉnh còn 3,5 giờ thay vì khoảng 5 giờ như trước đây. Sở Giao thông Vận tải Long An vừa tổ chức lễ hợp long cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây. Cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây được khởi công xây dựng vào ngày 11 tháng 12 năm 2021, có giá trị dự toán gần 576 tỷ đồng, gồm cả phần đường và phần cầu, nối xã Bình Tâm và xã Nhân Thạch Trung. Trong đó, phần cầu được thiết kế quy mô 4 làn xe, chiều dài 437 m, rộng 18,5 m, phần đường dẫn dài gần 1,6 km do liên danh nhà thầu Delta Trung Nam ENC thi công. Dự kiến trong tháng 11 này sẽ thông xe kỹ thuật và đến tháng 12 năm 2023 sẽ khánh thành chính thức đưa công trình vào khai thác sử dụng, đồng thời thông xe toàn tuyến đường vành đai thành phố Tân An. Trong dịp lễ 2 tháng 9 năm nay, người dân được nghỉ 4 ngày, nhiều người dân sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh đã đổ về quê các tỉnh miền Tây. Ghi nhận tại cửa ngõ Long An vào ngày 1 tháng 9, lượng phương tiện đổ về đây thông qua quốc lộ 1 đoạn thành phố Tân An mỗi lúc một đông. Nhiều gia đình chở theo đồ đạc lỉnh kỉnh, lượng phương tiện nhiều nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe. Chỉ vài đoạn trên quốc lộ 1 tại cửa ngõ thành phố Tân An có ùn ứ nhẹ, xe di chuyển chậm. Người dân cũng dùng nhiều biện pháp để chống chọi với thời tiết nắng nóng trong quá trình từ thành phố Hồ Chí Minh về miền Tây. Trong đó, chủ yếu là mặc áo chống nắng, mang bao tay, đeo kính râm, mang theo nước uống đã chuẩn bị sẵn. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng, hấp dẫn, hãy gửi về chúng tôi theo địa chỉ email nóng hôm nay@phapluattp.vn. Những thông tin có hình ảnh và video chất lượng sẽ được phát trên chương trình Nóng Hôm Nay và nhận được những bút hấp dẫn từ chương trình. Tiếp theo đây, mời quý vị cùng đến với chuyên mục nhận định. Thưa quý vị, hôm nay kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2023. Ngày này 78 năm về trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này, những giá trị thời đại của Hiến pháp năm 1946 cần được ôn lại trong dòng chảy thành tựu 10 năm thi hành Hiến pháp năm 2013.
Với mong muốn ấy, trong chuyên mục nhận định ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với giáo sư Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp, thành viên Tổ biên tập Hiến pháp năm 2013 về vấn đề này. Thưa ông, đặt trong dòng chảy những giá trị hiến định ở nước ta, Hiến pháp năm 2013 có thể được coi là kết quả của một cuộc cải cách hiến pháp hay không ạ? Việc cải cách ấy, thì nó là hơi nặng. Nhưng mà dùng cái chữ là đổi mới và phát triển thì nó phù hợp hơn. Bởi vì bản thân cái hiến pháp năm 92 là tiến bộ. Chỉ có ví dụ như giữa hiến pháp 80 và hiến pháp 92 thì có thể nói là một cuộc cải cách. Vì cũng chuyển đổi một cái cơ chế lớn như vậy. Từ khép cửa răng thơm từ nền kinh tế khép sang mình cơ mở từ kinh tế kế hoạch sang kế hoạch kinh tế thị trường nhé, rồi là dân chủ hóa mọi mặt đời sống xã hội, rồi là đặt vấn đề tức là kiểm soát quyền lực của nhà nước vân vân đấy. Những vấn đề là thì những cái tư tưởng đấy nó có thể phù hợp với là cải cách. Vậy theo ông, 10 năm thi hành hiến pháp năm 2013 đang mang lại những kết quả gì ạ? Thứ nhất là ta vẫn tiếp tục khẳng định cái nguyên tắc nhà nước của dân do dân vì dân và tất cả quyền lực nhà tù của nhân dân. Thì đấy là điểm như hiến pháp kia cũng. Nhưng cái điểm mới nổi trội nhất là ta đã nhận thức ra là để nhân dân thực hiện quyền lực của mình thì không những là chỉ thông qua quốc hội và hội đồng nhân dân mà trước hết là thông qua dân chủ trực tiếp, thì đấy là một bước phát triển vô cùng mới. Và sau nữa thì còn nói là thông qua các cơ quan nhà nước khác, có nghĩa là trước đây là chúng ta chỉ hiểu là nhân dân thực hiện quyền lực của mình thông qua cơ quan đại diện thôi, hay nói một cách rộng ra là dân chủ đại diện thôi, thì bây giờ chúng ta lại khẳng định là thực hiện quyền lực của mình bằng dân chủ trực tiếp là chủ yếu, thông qua quyền dân chủ và thông qua các cơ quan nhà nước khác, mặc dù không phải do dân trực tiếp bầu ra nhưng phải chịu trách nhiệm trước nhân dân thực hiện cái quyền đó, thì đấy là một điểm rất mới. Và vì vậy mà ta thấy là vừa rồi đây nhiều văn bản pháp luật liên quan đến quyền dân chủ trực tiếp được ban hành và tạo cơ sở cho dân, ví dụ như trưng cầu ý dân là ví dụ, rồi tự do báo chí là một ví dụ nhé. Còn bây giờ còn có một số quyền chúng ta đang trong quá trình làm, ví dụ như là lập hội rồi biểu tình, thì thấy là những cái nó vừa là bảo đảm quyền nhưng mà nó cũng ít nhiều nó va chạm đến lợi ích công nhiều, do đó cần phải thận trọng hơn. Thì tôi thấy là như thế đấy, thì đấy là điểm vô cùng mới luôn. Và cái thứ hai quan trọng hơn là ở chỗ này này, nếu quyền lực nhà nước đã khẳng định là của dân và nó vì con người và vì quyền con người ấy, thì nó phải bị hạn chế ở hai điểm. Một là quyền của nó chỉ trong khuôn khổ hiến pháp thôi và luật, do đó không cho phép bất cứ cơ quan nào tự mình cho mình quyền nào khác, đấy là điểm rất mới, đúng không? Thì do đó mà xã hội hoàng viết thư là các cơ quan hiến định này phải thực hiện trong khuôn khổ của hiến pháp, có ra luật thì chỉ để cụ thể hóa những cái thẩm quyền mà được hiến pháp quy định thôi, chứ không phải tự mình cho mình quyền nọ quyền kia. Trước đây thì có thể có hiện tượng đó, nhưng bây giờ sau hiến pháp 2013 là không có. Thì tôi cho là như vậy đồng nghĩa với việc là gì? Tức là quyền lực của nhân dân có giới hạn. Mà giới hạn đây không phải là giới hạn để làm gì, mà giới hạn là vì dân chủ của nhân dân, vì quyền con người. Chứ còn nếu để nhà nước là tùy tiện, nhà nước muốn làm gì thì làm, thì những gì giá trị về quyền con người sẽ không còn nữa. Đấy là một thực tế lịch sử đã từng xảy ra. Đấy lý thứ nhất. Ý thứ hai nữa là như vậy là đưa ra giới hạn quyền lực thông qua hiến pháp rồi, thì vấn đề kiểm soát quyền lực là vấn đề lớn. Do để hiến pháp 2013 là đưa ra cái cơ chế. Ngày xưa ta chỉ nói hiến pháp 1992 chỉ nói là phân công và phối hợp giữa các cơ quan thực quyền lực nhà nước thôi. Nhưng mà hiến pháp 2013 là thêm một cái yếu tố nữa, đấy là kiểm soát quyền lực. Và kiểm soát quyền lực được hiểu theo một nghĩa rất là rộng, chứ không phải là chỉ kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp với nhau, mà kiểm soát quyền lực trước hết là đặt dưới sự kiểm soát của dân. Và báo chí có vai trò quan trọng, các phương tiện thông tin đại chúng có vai trò quan trọng, giúp dân là mạng xã hội đó. Thì tôi cho đây là một điểm mới. Và chúng ta thấy từ ngày đặt ra vấn đề như vậy, các cơ quan nhà nước nói thẳng ra làm bất cứ việc gì cũng phải tính.
cái sự kiểm soát của dân, trong tay nghìn mắt của dân và trong tay nghìn mắt của các mạng xã hội, các cái phương tiện thông tin đại chúng. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, giá trị mới mà Hiến pháp năm 2013 mang lại là chúng ta đã tiếp tục hoàn thiện cơ chế pháp lý, bảo đảm thực thi nhất quán nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, đặt quyền lực nhà nước trong giới hạn nhân dân ủy quyền, hạn chế lộng quyền, lạm quyền. Thưa quý vị, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục nhận định cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục ý kiến bạn đọc. Uống Dr. Thanh, thanh lọc cơ thể, tươi mát mỗi ngày. Cây nóng quá! Nóng trong người! SOS! Uống ngay trà Dr. Thanh, giữ lại 9 loại thảo mộc tự nhiên, giúp thanh lọc cơ thể, tươi mát mỗi ngày. Luôn tươi mát mà không lo nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh lọc cơ thể, tươi mát mỗi ngày. Kính thưa quý vị, Báo Pháp luật TP.HCM luôn là người bạn đồng hành cùng quý bạn đọc, hỗ trợ và tư vấn giúp bạn đọc giải quyết nhiều vấn đề trong đời sống. Mỗi ngày chúng tôi đều nhận được rất nhiều thông tin phản ánh của quý bạn đọc. Trong chuyên mục ý kiến bạn đọc ngày hôm nay, xin được điểm qua một số nội dung phản ánh mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Chúng tôi đã tiếp nhận thông tin của bạn đọc đến phản ánh trực tiếp. Bạn đọc Võ Đặng Trường Thạnh, quận Phú Nhuận, TP.HCM phản ánh ngày 19 tháng 8. Anh nhận được cuộc gọi qua Zalo xưng tên là Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, đề nghị anh cài VNEID và cung cấp căn cước công dân để họ làm định danh mức 2. Vì lúc đó không có căn cước công dân nên anh không cung cấp. Ngày 21 tháng 8, anh phát hiện ứng dụng tài khoản ngân hàng trên điện thoại không đăng nhập được. Anh có liên hệ ngân hàng để đổi mật khẩu. Sau đó tài khoản của anh giao dịch bình thường. Chiều ngày 22 tháng 8, anh phát hiện điện thoại bị vô hiệu hóa, màn hình bị đen. Sáng ngày 23 tháng 8, vô tình đọc tin nhắn của ngân hàng thì biết tại thời điểm điện thoại bị vô hiệu hóa, có một giao dịch chuyển 352 triệu đồng từ tài khoản của anh cho người khác. Trong khi anh không hề thực hiện giao dịch, một tài khoản khác của anh cũng bị mất 10 triệu đồng ngay tại thời điểm đó. Anh hoang mang không biết tại sao mình bị mất tiền. Bên cạnh đó, chúng tôi có tiếp nhận đơn từ phản ánh của bạn đọc Nguyễn Xuân Hiệp, tỉnh Bình Dương phản ánh. Ngày cuối năm 2021, anh bị một nhóm người đánh vào đầu và chém vào tay. Sau đó, anh được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau khi ra viện, anh đến công an trình báo nhưng đến nay đã hơn 18 tháng, vẫn chưa được công an mời lên làm việc. Anh đã nhiều lần liên hệ với cơ quan công an nhưng chỉ nhận được câu trả lời phải chờ. Anh không biết phải chờ đến bao giờ. Khi nhận thông tin phản ánh, chúng tôi đã nhanh chóng chuyển phóng viên tìm hiểu hoặc chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết và trả lời sớm nhất cho quý bạn đọc. Quý vị thân mến, chương trình nóng hôm nay ngày 2 tháng 9 của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh Facebook, YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng trà thanh nhiệt Dr. Thanh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.